Bức ảnh gây tranh cãi, trường cho nghỉ học vì rét, phụ huynh lại lôi con đi chụp ảnh băng tuyết. Mới đây, một cư dân mạng đã có bài đăng khiến các bậc phụ huynh tranh cãi nảy lửa. Nhà trường thì lạnh quá, cho các con ở nhà cho ấm. Thế mà nhiều bậc phụ huynh bất chấp thời tiết kéo theo các con lên sống ảo. Chẳng biết có được kỷ niệm đẹp không hay về lại ốm ra đây. Cư dân mạng này viết thêm, kèm theo đó là những bức ảnh trẻ nhỏ chụp ảnh dưới băng tuyết tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn. Dưới bài viết là rất nhiều bình luận trái chiều, cộng đồng mạng chia làm hai phe, phe ủng hộ và phe phản đối. Phe ủng hộ cho rằng trời quá lạnh đến người lớn còn run lẩy bẩy chân tay, huống gì trẻ nhỏ. Nhìn mấy em bé mặt mũi đỏ ửng, tóc bị thổi bay mà xót quá, lạnh thế khéo về các con ốm sốt mất. Trẻ con đi xong về ốm đó, người lớn đi thì được, đừng làm tội trẻ con chứ. Sở giáo dục và trường thì lo cho sức khỏe các cháu, bố mẹ thì vô tư lôi các cháu lên núi băng. Tuy nhiên, phe ngược lại, phản đối ý kiến trên và bênh vực cha mẹ thì cũng rất đông đảo. Phụ huynh đã để lại bình luận như sau. Khổ thật, trẻ con đâu phải cứ giữ trong nhà mới là khỏe, là tốt, tùy sức khỏe mỗi đứa chứ. Nhiều em bé rất khỏe nhá, nếu con khỏe mạnh, thích đi và mặc đủ ấm thì mình nghĩ chẳng sao cả. Bố mẹ nào cũng thương con mình hết, thiết nghĩ nhiều người không nên bao đồng mắng mỏ, quản chuyện nhà người ta. Và lại nhìn trong ảnh, em bé rất vui vẻ, thích thú đấy chứ. Con người ta sức khỏe như nào người ta tự biết, tự lo được. Sao lại nhìn một vài bức ảnh mà đi chửi mắng, chê trách người khác như thế nhở? Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang mỗi người mỗi ý và tranh luận gay gắt dưới bài viết này. Được biết, những ngày qua, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại. Vì thời tiết giá rét nên các trường học ở nhiều địa phương đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các em. Sáng nay ngày 24 tháng 1, nhiều trường tiểu học ở Hà Nội tiếp tục thông báo cho học sinh nghỉ học và học trực tuyến. Bên cạnh đó, các trường mầm non, tiểu học cũng đều có phương án quản lý, chăm sóc học sinh trong trường hợp gia đình có nguyện vọng gửi con đến trường. Các bạn nghĩ sao về những tranh cãi trên? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi.